Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay ngày 24 tháng 9, các lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân, các đoàn thể cùng đồng đội đã có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để viếng Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy. Đến viếng người anh hùng Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy, ngoài những đồng đội cũ, các đơn vị quân đội như Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 còn có đảng ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương. Nhiều lãnh đạo trung ương cũng đã gửi vòng hoa viếng người quân nhân anh hùng của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ký ức của nhiều người, Nguyễn Văn Bảy mãi là một con người đặc biệt. Ông không chỉ là một anh hùng mà còn là cả một nhân cách lớn. Đồng chí Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy là một cựu phi công, là một cựu cán bộ của quân chủng phòng không quân. Đồng chí là một tấm gương sáng về sự tận tụy, lòng trung thành, đức hy sinh và lòng dũng cảm, rất gần gũi, giản dị, bao dung với đồng chí đồng đội, với anh em bạn bè và với gia đình. Chúng tôi là các thế hệ đi sau luôn xem đồng chí như là một tấm gương sáng để cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ của quân chủng phòng không quân noi theo và phát huy cái tinh thần quyết chiến quyết thắng, sự dũng cảm của đồng chí trong chiến đấu cũng như những cái đức tính của đồng chí trong sinh hoạt cuộc sống đời thường. Ông về đây là đại diện thay mặt tư lệnh. Dạ. Mặc dầu chức vụ là tham mưu phó quân chủng nhưng mà tư lệnh giao cho là thay mặt tư lệnh để chỉ huy toàn bộ không quân Việt Nam. Đó là một ông cán bộ cực kỳ tốt. Còn tôi về ông thì thành một cái là tri kỷ. Có nhân duyên không thể nói được. Thì đằng nào là đồng chí đồng đội mà nghe tin thế này, đây là một vấn đề thương xót, đau buồn tất cả. Mình cũng hiểu là tuổi lớn rồi thì dần dần ra đi. Dù anh có tài ba bao nhiêu nhưng mà thì lúc nào cũng phải ra đi thôi. Đó là quý luật. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy còn được gọi là Bảy A, tên thật là Nguyễn Văn Hoa, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1936 tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp AS. Trong kháng chiến chống Mỹ, phi công Nguyễn Văn Bảy thuộc biên chế Trung đoàn Không quân Tiêm kích 923. Từ năm 1965 đến năm 1968, ông lái máy bay MiG-17, thường xuyên có mặt trong đội hình tham gia trực chiến đấu của Không quân Việt Nam với 94 lần xuất kích, trực tiếp quân thảo các máy bay Mỹ 13 lần và tiêu diệt 7 máy bay Mỹ. Ông được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý, gồm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng 2, Huân chương Chiến công hạng 3. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, chức vụ cuối cùng trước khi nghỉ hưu của Đại tá Nguyễn Văn Bảy là Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, 2019, trong lúc đang làm vườn tại nhà riêng ở Đồng Tháp, ông bị ngất xỉu và được chuyển lên Bệnh viện Quân y 175 tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng hôn mê, xuất huyết não. Sau một tuần điều trị tích cực, ông đã qua đời vào ngày 22 tháng 9 năm 2019 tại Bệnh viện Quân y 175, hưởng thọ 84 tuổi.